À, xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một số con máy mới nha các bạn. Đây là con máy thứ nhất các bạn. Con máy này của Diamond nha các bạn. Máy này Diamond. Và nó là Diamond Nova nha. Con này size của nó là size 4000 nha các bạn. Này cái sơn riêng của nó còn rất là tốt nha. Cái con máy này á, là cái mình tháo tay là phía bên này luôn nha các bạn. Đó mình dặn nha, xe tay này. Rồi mình nhận vào. Rồi. Cái này quay rất là nhẹ. Đây con máy này nó có cốt trợ lực nha các bạn. Size 4000 nhưng mà con máy này nó có cốt trợ lực nè. Máy này hai bậc đàn cốt trợ lực. Cái dòng này câu rất là khỏe nha. Đây là cốt trợ lực của nó. Nãy mình mới vệ sinh nên nó còn nước các bạn. Chưa khô. Đây là cốt trợ lực của nó nha. Đây các bạn, cốt trợ lực nè. Con thứ nhất này nó là size 4000, cốt trợ lực con này giá 500 ngàn nha các bạn. Con này mình cũng có một con tương tự, câu rất là sướng nha các bạn. Đây con thứ hai. Con thứ hai này là con này size thực của nó là size 6500 nha. Con máy này của Ryobi. Máy này quay rất là nhẹ nha các bạn. Máy này sản xuất tại Nhật luôn. Này mô pin sóng các bạn. Cái giá mà mình báo cho các bạn trên video này á, là chưa bao gồm phí ship. Thì phí ship có toàn quốc là 30k nha các bạn trên một đơn hàng. Thì các bạn ví dụ các bạn mua hai con máy thì giá ship cũng chỉ là 30 ngàn nha các bạn. Con thứ hai này size 6500, giá của nó là 450 nha các bạn. Tiếp theo là con máy thứ ba. Con máy thứ ba thì nó có trời xước nha. Con máy này của Daiwa các bạn, sản xuất tại Nhật. Có máy này có bằng nhôm nha. Để mình quay này cho các bạn xem nè. Con máy này Daiwa Sportline, con này MG5000. Size thật của con này là 12000 nha các bạn. Size thật con này 12000, con máy này là hai bậc đạn. Này là bên 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 Nhật á, là nó dùng để đánh biển các bạn, thành ra là nó bị chốc sơn. Này máy này là mô pin sóng nha các bạn, mô pin sóng. Thì con máy này giá của nó là size 12000, giá của nó là 550 nha các bạn. Đây con thứ tư các bạn. Máy thứ tư này là con máy này là của Ryobi. Size thật của nó là size 6500 nha, mô pin sóng. Con máy này nó sản xuất tại Nhật nha các bạn. Dòng máy Ryobi thì nó quay rất là nhẹ. Rồi phía bên này nè. Rồi, ok, con máy này size của nó là 6500, giá của nó là 450 nha các bạn. Chưa bao gồm phí ship. Con máy thứ năm các bạn. Con máy thứ ba năm này là con máy của Daiwa ST1500, thân nó bằng nhôm, cối là bằng carbon nha các bạn. Thì con máy thứ năm này size thực của nó là size 6000 nha. Máy này mô pin 6 nè. Size 6000 con này giá của nó là giá 500 nha các bạn.
chưa bao gồm phí ship. Con số 5 này giá 500. Con thứ 6 các bạn. Con thứ 6 này là con máy của Shimano, Shimano GS2 nè. Máy này Shimano. À, thân nó bằng nhôm, có nó kim loại. Con này size của nó là 5.000, giá của nó là 300.000 nha các bạn, chưa bao gồm phí ship. Con này sản xuất tại Nhật luôn. Giá 300. À, tiếp theo con máy cuối cùng là con máy thứ 7. Thì con máy thứ 7 này là con của dòng Olympic. Thì con này nó là ngoại hình như video mình gửi các bạn xem này. Nhưng mà con máy này còn hoạt động rất là tốt nha. Quay còn khá là nhẹ các bạn. Con máy này size thực của nó là size 7.000. Ngoại hình thì video như video, giá của nó là giá 400.000 chưa bao gồm phí ship nha các bạn. Thì trên đây là 7 con máy, thì các bạn thích con máy nào thì các bạn gọi điện trực tiếp cho mình đi. Hoặc là comment dưới comment số điện thoại, địa chỉ dưới phần bình luận của YouTube đó. Thì mình sẽ kiểm tra YouTube và gọi điện thoại lại cho các bạn nha. À, xin cảm ơn các bạn.